Chào mừng các bạn đang đến với hệ thống siêu thị tiện lợi Calamart. Người tiêu dùng hiện nay đang dần càng có xu hướng quan tâm đến sức khỏe bản thân, thực phẩm sạch, chế độ ăn uống phù hợp với thể trạng sức khỏe cũng như chế độ tập luyện. Có phải bạn cũng đã từng đắn đo giảm cân như thế nào là không hại cho sức khỏe, hay ăn gì để tăng cân giữ cơ hợp lý? Calamart ra đời là siêu thị tiện lợi đầu tiên tại Việt Nam và thế giới cung cấp thực phẩm dựa theo lượng calo cần thiết tiêu thụ phù hợp cho từng khách hàng. Đến với Calamart, quý khách hàng sẽ được kiểm tra miễn phí các chỉ số cơ thể bằng máy InBody như cơ, mỡ, cân nặng, chiều cao, protein, BMI, BBF, kết hợp với cường độ vận động của mỗi người và nhu cầu tăng cân, giảm cân hay giữ cân. Từ đó tính toán theo công thức BMR, đưa ra thực đơn đề xuất với lượng calo phù hợp. Đặc biệt với thẻ thành viên Calamart, mọi thông tin về sức khỏe, vóc dáng, chế độ ăn của khách hàng sẽ được lưu lại, giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu so sánh tình trạng sức khỏe, cân nặng, vóc dáng bản thân. Thật tuyệt vời đúng không nào, bây giờ đi siêu thị chẳng cần phải đắn đo, ăn gì cho ốm nữa rồi. Bạn chỉ cần kiên trì, vì còn lại hãy để Calamart lo. Calamart không chỉ là siêu thị mà còn là sức khỏe vóc dáng của bạn.